Chào các bạn, chào mừng trở lại với Garage Jetro. Hôm nay mưa rất lầy lội nên bọn mình chuẩn bị đi rửa xe nè. Nhìn kìa, bé xe tải đến để làm sạch kìa. Xin chào bé xe tải, để anh đoán xem em đến làm gì nha. Rửa. Khởi động rửa xe chết cô nào. Không được rồi, em vẫn còn dính bùn nè. Dĩ nhiên, bọn mình chưa thêm xà phòng mà. Không có xà phòng thì không sạch bóng đâu. Giờ xà phòng đã bơm lên, có thể rửa sạch hết bùn rồi. Lạ ghê, các con lăn được dùng để rửa sạch xà phòng mà ta. À ha, biết rồi, xe tải quá nhỏ nên con lăn không làm sạch tới. Quang hô, rửa xe được rồi. Bé xe tải sạch bóng luôn nè. Các cô gửi lời tạm biệt nha. Bye. Ô, chào mọi người. Xe kem Vicky đang sửa chữa nè, thấy không? Bọn mình chỉ đang làm mấy thao tác hoàn thiện cuối thôi. Cảm ơn vàng. Đưa mình cái tua vít với nha. Thợ máy cẩn thận nha, cây ống đó toàn là khí lạnh, để cho Vicky làm đông kem đó. Vàng, đừng chạm vào nút đó nha. Thợ máy, các bạn đã cứu mình. Giờ sửa cho xong Vicky thôi. Cảm ơn Vicky. Tạm biệt các bạn. Chào mọi người, Jetro đây. Hôm nay nắng đẹp quá, mình nghĩ mình sẽ ngắm chim đây. Ồ, nhìn kìa, là cặp sinh đôi, Barry và Carrie. Hình như họ đang rất vui đó. Ôi không, Barry bị ngã rồi. Nhanh lên nhóm thợ máy, bọn mình cần giúp đỡ. Xe tải kéo Tilly đi nào.
Đừng lo Barry, bọn anh sẽ đưa em ra khỏi đó nhanh thôi. Xanh Dương. Kiểm tra em thử nha. Lạ ghê. Động cơ của em không khởi động. Katie đến đi cổ vũ cho Barry. Đáng yêu ghê. Mình biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Chú cá bị mắc kẹt trong ống xả của Barry nè, cho nên động cơ không khởi động được đó. Thật tuyệt khi có bạn bè của em đến thăm em đó. Chắc chắn em sẽ nhanh khỏe hơn thôi. Chú cá đã về nhà an toàn rồi. Bạn bè của nó chắc là đã rất lo lắng đó. Chà, kết thúc tốt đẹp. Hẹn gặp lại các bạn sớm nha. Bye. Chào mừng các bạn trở lại với Gara Gecko. Hôm nay trời nắng đẹp nên bọn mình sẽ lắp pin mặt trời mới trên mái nhà. Đó, sẽ đi lên mái nhà. Bạn ấy sẽ lắp dây với pin mặt trời, và sau đó thì biến nó thành nguồn năng lượng sạch cho cả gara luôn. Xin chào Poppy. Wow, nhìn bạn kia. Bạn bẩn hết rồi. Hôm qua mới làm sạch cho bạn mà. Thôi kệ đi. Rửa. Kích hoạt dịch vụ rửa xe Gecko. Sạch rồi. Chuẩn bị lên đường nào Poppy. Oh, bạn lại bẩn nữa rồi. Sao lại vậy chứ? Chắc bọn mình phải rửa bằng tay cho bạn thôi. Sạch bóng rồi nha. Poppy quay lại tuyến xe buýt được rồi đó. Lý do là bạn bẩn đây rồi. Poppy, động cơ xăng cũ lộn xộn của bạn nè. Bạn muốn thay mới mô tô điện sạch hơn không Poppy? Pin mặt trời xong chưa? Pin này lấy năng lượng từ mặt trời, mang lại nguồn năng lượng sạch cho Poppy chạy đó. Hoan hô! Hẹn gặp lại các bạn và có thêm nhiều niềm vui trong Gara Gecko nha. Bạn nói đúng xanh lá. Có một đám cháy. Hình như xe cứu hỏa Fiona đang trên đường tới. Ôi không, mẹ và bé xe tải đang chơi đùa cùng với nhau. Họ đang chơi lớn tiếng nên không nghe tiếng còi của Fiona. Fiona, bọn mình nên trang bị còi báo động lớn hơn cho bạn thôi. Nào nhóm thợ máy, đến lúc thay còi báo động mới cho Fiona rồi. Đúng rồi, bọn mình cần âm thanh Nino thật to. Xong chưa? Thử đi Fiona. Không đúng rồi. Nghe giống như chuông cửa vậy. Thử lại lần nữa đi. Tiếng này nghe như khủng long vậy. Bọn mình cần Nino.
đây là tiếng Nino, nhưng mà cần phải to hơn nữa. Hình nón giao thông đó khiến tiếng vàng to hơn. Chắc có tiếng tương tự dùng được với còi báo động đó. Giờ nó là tiếng Nino lớn rồi nè. Bye Fiona, cảm ơn đã đến Gara Gecko nha. Chào các bạn. Chào mừng bạn trở lại với Gara Gecko. Hôm nay rất yên tĩnh. Bọn mình chỉ đang dọn dẹp một chút thôi. Âm thanh quái quỷ gì vậy? Xe buýt Bobby hả? Nhìn bạn không khỏe lắm. Lại đây, mình xem thử cho nha. Trời ơi, Bobby không khỏe chút nào. Xem thử có tìm được nguyên nhân không nha. Chắc là bộ tản nhiệt của bạn cần nước. Nhanh lên nào, thở máy. Ow. Không, không được nha. Khoan đã. Bobby tội nghiệp bị rò rỉ dầu. Dầu giúp động cơ hoạt động trơn tru. Bọn mình sửa được đó. Bọn mình đã tìm ra nguyên nhân rồi. Có lỗ rò rỉ dầu ở đường ống của bạn. Xanh lá sẽ làm cho lỗ kín khít lại bằng cách hàn với tia lửa sáng. Miếng dán sẽ giữ cho ống của bạn sạch sẽ. Quang hô, xanh dương và xanh lá giỏi lắm. Bạn thấy đỡ hơn chưa Bobby? Thêm khách hàng vui vẻ nữa nè. Nhà bọn mình đó. Hẹn gặp lại ở Gara Gecko nha. Bye. Chào mừng các bạn trở lại với Gara Gecko. Bọn mình vừa mới lắp hệ thống cảnh báo khẩn cấp nè. Chắc ai đó đang gặp rắc rối đó. Đi nào, sẽ tải kéo thiêu ly. Là máy xúc Edric. Chắc anh đã va phải tảng đá và làm hư bánh xích mất rồi. Xanh dương, mình biết bão rất đáng sợ, nhưng bọn mình cần bạn giúp. Can đảm lên nha. Mình không dơi tới. Và mình quá lớn để chui qua đó đó. Thế, trời ơi, phải nhanh lên thôi. Chắc là con đập sắp tràn rồi đó. Xanh dương đủ nhỏ để vào trong đó đó. Giỏi lắm, bạn thực sự rất dũng cảm luôn. Ôi không, con đập sắp sập rồi. Nhanh lên đi. Giỏi lắm xanh dương. Bạn đã đối mặt với nỗi sợ hãi. Nhìn kìa, là cầu vồng. Gecko chào tạm biệt nha. Bye. Thôi, hôm nay trời nắng đẹp ghê. Wow, cái gì vậy trời? Wow.
Với bong bóng lớn này, họ sẽ có thể tìm thấy gara của mình từ hàng trăm dặm luôn. Ai vậy trời? Mình bận mà. Max, bơm lớp xe của bạn hả? Được. Khoan, Wizu không bơm khí thường vào lớp xe cho Max. Anh ấy đang dùng khí heli cho bóng bay. Vậy thì... Max, đừng sợ, mình đến đây. Nè. Ôi, cái tua vít. Cái này sao là lỗi của mình được? Đừng sợ nha Max, mình sẽ nghĩ ra cách. Max, nếu như mình cho không khí ra khỏi lớp, bọn mình sẽ bay dù như bóng bay luôn đó. Được rồi, Max. Bay đến gara thôi. Xong rồi, Max. Tốt như mới luôn. Mình sẽ cho các cô thấy khi bong bóng quảng cáo của mình xong. Xe cứu quả Fiona. Có chuyện gì vậy? Giòi của bạn bị hư hả? Mình xem thử nha. Fiona đừng có lo nha, bọn mình sẽ sửa ngay thôi. Mình sẽ lấy cờ lê tốt nhất đến. Cái gì? Nhóm thợ máy ơi, giúp mình với nào. Bạn có sao không vàng? Dạ, mình nghĩ là ổn rồi đó. Cảm ơn Fiona đã đến gara Gecko nha. Bye. Chào mọi người, Gecko đây. Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Chuyến thăm đầu tiên của bé xe tải tới gara đó. Mình muốn dành cho cô bé sự chào đón đặc biệt hơn một chút đó. Chào bé xe tải. Em sợ hả? Không sao đâu, ở đây an toàn mà. Đúng không thợ máy? Bé xe tải,
Chờ đã. Ôi không, mẹ xe tải sợ chạy mất rồi. Mẹ xe tải đừng lo, sẽ tìm thấy nhanh thôi. Thợ máy đi tìm bé xe tải nhanh lên nào, đi. Bé xe tải tội nghiệp. Ở đâu được ta? Bé xe tải đang trốn hả? Do em sợ sao? Biết gì không? Anh cũng sợ đó. Đây là lần đầu tiên em đến gara. Bọn anh muốn làm nó thêm đặc biệt. Anh xin lỗi nếu đã làm em sợ nha. Nhưng mà anh hứa sẽ đặc biệt quan tâm đến em mà. Có được không? Mở cửa gara thôi nào. Giúp phương tiện gặp khó khăn thôi nào. Chúc bé xe tải vui vẻ nha. Em rất dũng cảm đó. Không có chi đâu bé xe tải. Cảm ơn rất nhiều đã tham gia gara cùng Gecko nha. Bye. Được rồi Eric, giờ đỡ hơn chưa? Cái gì vậy? Ồ, là xe tải quái vật Bass. Anh ta không nên chơi ở đây. Các công trường xây dựng rất nguy hiểm. Hãy nhìn Max phá rối kia kìa. Ôi không, Max hết nhiên liệu rồi. Phải đưa anh ta ra ngoài trước khi bê tông đó khô đi. Thợ máy ơi, lấy nhiên liệu dự phòng nhanh đi. Ôi trời, chưa đầy một phút nữa là bê tông đó sẽ cứng đó. À! Làm sao mình qua tới đó mà đưa nhiên liệu cho Max đây? Eric làm cẩu nè. Bê tông sắp cứng rồi. Chạy nhanh đi Max, đi. Hình như Max đã học được bài học rồi đó. Anh đang giúp đỡ dọn dẹp. Nhờ sự quản sợ vừa rồi đó. Hẹn gặp lại nha. Bye. Là mẹ xe tải và bé xe tải kìa. Sao họ lại chờ ở đây? Đường hầm bị chặn và các bạn không thể đi qua hả? Để mình đi xem thử. Quá wow, lối ra bị chặn rồi. À, lối kia bị chặn luôn. Bọn mình bị kẹt rồi. Đừng lo lắng, mình có bộ công cụ nè. Bọn
Bọn mình cần bộ công cụ lớn hơn. Cả Tilly cũng không đủ mạnh để di chuyển tảng đá. Sao bọn mình thoát ra đây? Bạn khỏe vậy? Mẹ xe tải đã cứu bọn mình rồi. Tốt hơn là nên gọi máy xúc Edith dọn các tảng đá đi. Hẹn gặp lại các bạn để có thêm nhiều niềm vui và phiêu lưu trong gara Gecko nhé. Nào thở máy, hôm nay có Fiona đến đó. Wow. Mình là Wizu, chủ sở hữu của bánh xe Wizu mới, hoàn toàn tự động khắc phục mọi thứ nhanh chóng. Chào Wizu, mình là Gecko. Khách hàng đầu tiên của mình đây rồi. Mọi công việc đều được hoàn thành nhanh chóng. Bánh xe Wizu là số 1. Chào ếch nha. Mình là Gecko. Ok, Bloella, không mất nhiều thời gian đâu. Mình không chắc lúc nào là bắt đầu dịch vụ đây. Chắc nhấn tất cả nút là được. Hẹn gặp lại Felicity. Nhanh ghê luôn á. Ôi trời, nhìn không ổn lắm. Vào đi Fiona, mình xem thử nào. Vấn đề đây rồi. Wizu quá vội vàng để hoàn thành nên đã cho xà phòng vào bình nhiên liệu thay vì dầu. Bọn mình xử lý vấn đề rồi. Giờ Fiona chạy mà không có bong bóng nè. Mình chắc chắn là mình đã bấm đúng nút mà. Hẹn gặp lại ở gara Gecko nha. Bye. Mình thấy không khỏe lắm. Trời ơi, hôm nay có dịch vụ xe buýt carry. Nhóm thợ máy có lo được không? Mọi chuyện ổn chứ? Hả? Tiếng ồn gì vậy? Không sao đâu, mình khỏe hơn chút rồi.
ha. Có vẻ như nhóm thợ máy đã kiểm soát được tất cả rồi. Các bạn giỏi lắm. Đúng rồi, thợ máy. Hãy làm gara đẹp và sạch sẽ nha. Hình như bọn mình có khách đến. Là gia đình xe tải, mẹ xe tải, mẹ xe rác và bé xe tải. Nhìn không được vui cho lắm. Một chiếc răng lung lay. Không có gì đáng lo cả bé xe tải. Khi nó rụng, em có thể đặt dưới gối và em sẽ nhận được đồng tiền vàng đó. Ơi không, bé xe tải đã hắt xì dằn chiếc răng lung lay rồi. Đừng buông, bọn anh sẽ tìm nó. Đi nào thợ máy ơi. Ghê quá. Xin lỗi xanh lá nha. Không phải răng đâu. Wow, cẩn thận chứ vàng. Bọn mình đã tìm cả gara mà không thấy răng của bé xe tải ở đâu hết. Chờ một chút nha. Còn một chỗ chưa xem qua đó. Trong chổi lông vũ của xanh dương. Đây nè bé xe tải. Giờ hãy về nhà và đặt nó dưới gối của em nha. Hẹn gặp lại và có thêm nhiều cuộc phiêu lưu thú vị hơn ở gara Gecko nha. Bye. Hee hee hee.